Em xin chào cả nhà. Đây. Mời cả nhà mình ngắm hoa khoảng 10 giờ. Riêng cái hoa 10 giờ thường của mình là nó nở xong rồi rất là nhanh tàn. Nó nằm buổi sáng thôi, nhưng mà ở đây là buổi chiều nó vẫn còn nở rất là đẹp. Xin chào ông Phạm Đạt. Xin chào bạn Trần Cát Đức. Xin chào bạn Cường Cốc. Hello bạn Nguyễn Nam Tuấn. Ở đây là cây này là cây hương thảo nha các nhà. Cây này mình để dùng để là làm gia vị á, thơm rất là thơm. Và cái này nó có tác dụng là xua đuổi muỗi á, nó lấy rất mùi hương thơm rất là dễ chịu và mình ăn được. Xin chào Bảo Duy. Có 20 giờ này rẻ lắm mà Bảo Duy ơi. Đây là danh đang làm vườn lan, nhưng mà trong khi chờ đợi chờ mà có giống lan á, để treo lên á, thì tạm thời lấy ngắn nuôi dài, mình trồng mấy cái hương thảo nè, hoa 10 giờ và các loại hoa kiển khác để kiếm thêm thu nhập á, rồi đang kiếm tiền để mình mua lan, mình trồng lên, mình treo lan lên. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Hào. Xin chào Chính Vũ. Xin chào bạn Văn Hậu. Em chào anh Việt. Anh Việt ơi, em lên đây hồi sáng này anh. Xin chào Nguyễn Nhất Long. Như cái cây hương thảo này, nếu mà bỏ sỉ là được có 50.000 thôi. Cây khoảng này. Đây một chậu như vậy. Trồng khoảng được 8 tháng bán được 50k. Còn đây là bên khu vườn lan. Tạm thời làm trước được khoảng này, gót gạch này kia rồi xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ có giống lan để mình treo lên thôi. Bạn Hữu Di là mình tưởng lan sập rồi, chuyển qua hoa 10 giờ. Cái điều đó là không bao giờ có bạn ơi. Em có việc ở trên này vài hôm rồi, em không có đi xuống Nha Trang được anh Việt ơi. Xin chào Trâm Anh. Anh có một cái khu vườn ở ở ngoài chân đèo, ở ngoài đèo. Ngoài đó là 2.000 m². Nhưng mà cái làm vàng thì tầm khoảng 1.000 m. Nay ở ngoài đó cũng chật rồi nên là làm thêm ở trong này. Em chào chị Lệ Thi. Xin chào bạn Nam Vũ.
Xin chào bạn Hưng. Bạn Hưng khỏe không bạn Hưng? Đúng rồi Bảo Duy ơi. Đây là chi nhánh ở trên Lâm Đồng á. Xin chào Nguyễn Quân. À, Nam ơi, vườn này là vườn để trồng phi điệp đó, Nam ơi. Xin chào em Vũ Đức. À, Đức, Đức con rể của mình mà mình quên. Lộn, từ Vũ Đức kia. Xin chào bạn Ngọc Huấn. Em chào anh Võ Hải. Xin chào Nguyễn Luân. Còn đây là vườn sen đá. Đây cũng đang trong quá trình xây dựng nên cũng hơi bừa bộn. Chắc cũng khoảng giờ tới Tết mới hoàn thành, mới xong được. À, em nhớ anh Sơn rồi. Kỳ em đi làm từ thiện ở Thanh Hóa. Anh chào anh Sơn. Anh Sơn có khỏe không anh Sơn? Bà con cũng năm mấy mấy hai năm nay là cũng hết bị lũ lụt không anh? Xin chào Đặng Kim. Hello. À, cái vườn này là nằm ở phường 3, thành phố Đà Lạt. Xin chào em Vườn Lan Hương Hương. Chào em Huy Hoàng. Mấy bữa ở đây mấy cây nho hang gỗ này trái nhiều lắm. Nhưng mà nay qua đợt rồi. Đây nó mới có cây rất, mấy cây này rất là to. Trái nó trong thân nó đầy cây luôn, đặt cây luôn. Mà nay nó cũng mới vừa hết trái rồi. Nhưng còn được lác đác vài trái à. Xin chào em Quang, Lê Quang. Xin chào em trai Nguyễn Văn Năm. Chào bạn Phạm Xuyên. Xin chào Hồ Hân Anh. Em chào anh Kỳ, anh Trần. Anh ơi, lúc này khỏe không anh? Anh Trung ơi, anh bữa anh hái hết rồi, anh còn nói em nữa anh Trung. Xin chào Tuấn gì ta? Tuấn Đen Vâu nha. Xin chào Trần Tuấn Vũ. Xin chào Vườn Lan Tố Như. Đây bạn về rồi rồi hả bạn? Anh Huỳnh Tấn Phát, em đang ở Đà Lạt anh. Đây là khu vườn sen đá trên này, nhưng mà em cũng đang có làm vườn lan trên này á. Chắc sau này em về dưỡng già ở trên này luôn rồi anh ơi. Trên này được cái là đất rộng, view cũng đẹp. Đây đất đồi không à. Được cái là view đồi đẹp. Đây là vườn này làm kiếm cơm sống qua ngày. Trồng cái sen đá đây. Như cái cây như thế này á, là
trồng mất khoảng 1 năm và bán một cây như vậy là bỏ sỉ là được 40.000 một một chậu nè. Còn như cây này đây trồng khoảng được 8 trồng khoảng 8 tháng đó, tầm 8 tháng là đã được cây gì. Như cây này là bán được 20k. Còn cây này tầm khoảng 1 năm rưỡi, 1 năm rưỡi đến 2 năm. Thì cây như thế này là bán được 150k. Thì thấy cái số tiền thì nó hơi nó nhỏ nhưng mà nó được cái là bán được cái số lượng nhiều. Một tháng bán được vài ngàn chậu. Xin chào bạn Anh Việt. Em chào anh Nguyễn Văn Quyết. Anh Quyết ơi, anh khỏe không? Lên đây chơi với em đi anh. Để em đi thẳng lên trên này để mời cả nhà mình ngắm cái view của vườn em. Xin chào em yêu Hờ Phạm. Anh Ba chào em nha Thế Tùng. Tùng ơi, bữa nào lên Đà Lạt trên này chơi Tùng ơi. Lên bữa anh Ba chơi này. Ở trên này thì đồi dốc cho nên là hầu như là năm nào cũng có bị sạt lở hết. Năm vừa rồi xây ta ly cao, xây cao cỡ đó đó, rồi bị sập xuống hết rồi mới xây lại được. Những khoảng này là bị mưa lở rồi cũng đang sửa chữa lại, nhưng mà ở trên xứ trên này thì sạt lở là thường xuyên. Đây là mấy cây cherry resin. Xin chào em trai khoa bất động sản. Em ơi, hôm nay đất nó bất động, em có sản không Khoa? Còn như đây là cái khu vườn ươm á. Riêng cái cây sen đá này á rất là dễ nhân giống. Như những cây như thế này mình chỉ cần lật mấy cái lá ra. Đây, lật lá ra vậy đây. Lật lá ra như thế này và mình gieo thôi đó, mình gieo được nó sẽ bung rễ ra đây, nó bung mấy cái rễ ra rồi cây nó cây nó tự nó mọc lên nè, để chúng lên đây. Đó, đây nó mọc lên cây lên nè. Xong rồi nó lớn lên xíu nữa là mình cắt xuống mình trồng thôi. Mình khi mình cắt mình trồng rồi mình lật lại cái lá con của nó. Lật lá con nó rồi mình gieo tiếp. Là cứ cái quy trình đó là như vậy thôi. Này nó dễ hơn lan nhiều lắm. Nhưng mà giá sản phẩm nó rất là ít. Nhiều khi cái cây có những cây nhỏ nhỏ mình bán chỉ có 5k.
như cây nhỏ nhỏ đây, như cái khu này là để trồng chơi đây. Anh Trung về chưa anh Trung ơi? Anh Trung chạy xuống vườn chơi anh Trung. Ở đây em có chân ghép nè, ghép mấy chậu tiêu cảnh đây. Như chậu vừa là bán được có 25.000 thôi. Nhưng mà chỉ nhờ được cái bán được số nhiều quá. Xin chào bạn Thắng Hảo. Đó, như cái mấy cái chậu vậy, mấy cây gì bán có 5k thôi. Ở dưới đó là khu vườn ươm. Thì ở đây là cũng có kế hoạch rồi. Thực tế là làm cái cây sen đá này nó cũng kinh tế nó cũng được không được cao lắm. Cho nên là mình sẽ chuyển dần. Chuyển đổi từ từ qua mình trồng HO Phú Thọ, Hồng Nguyễn Thủy, trồng mấy cây quốc dân để mình bán. Mình vẫn kinh tế vẫn cao hơn mấy cái này. Mời cả nhà mình ngắm view của vườn em. Đây còn một khu ở đây để cũng chưa biết làm gì đây, nên là dự định là trồng mấy cây cherry đây. Đó mấy cái khu nhà lồng đây, nhà lưới mình che lại đó là của sân đá này, ni lông, còn cái lưới dưới đó là vườn lan, sắp tới là vườn lan. Còn khu đất trống này chắc mốt làm quán cà phê rồi để mời anh em mình lên ngắm lan rồi có chỗ tiếp đón anh em. Đứng trên này thì nhìn ra được thấy đường quốc lộ ngoài này, quốc lộ ngay chỗ mới đổ qua khỏi bên hông, sau đó là thấy được rồi. Ở đây thì không có sợ thiếu củi rồi đó, nó thiếu gì thiếu sợ chứ còn củi không sợ thiếu. Đây thông rất là nhiều, mình lên đó mình chặt xuống thôi. Dạ anh Trung Hội Trần ơi, ở đây mà đi hết đất em thì cũng hơi bị mỏi chân tí. Em còn nguyên khu đồi trên này. Cái thông là của nhà nước, còn là của được bên rừng quản lý. Còn đất là của mình thôi. Thông là trên thôi. Như hàng năm mà phải xử lý mà sạt lở rất là nhiều. Mà cái được ở trên đợt này được cái không khí rất là trong lành thì mình cứ nghĩ rằng cái này mình làm cái vườn lan xong chừng 4-5 năm nữa, 10 năm nữa mình cũng đâu còn sức đâu nữa làm. Cho nên là mình nghỉ già là được rồi, dưỡng già là được rồi. Ở
Ở đây là ở Đà Lạt nha anh Trung Hòa Trần. Như cái khu vườn sen đá, cái khu trên này nè cũng được 2 sào 2000 mét, nên mình chuyển qua tại không có giống lan thôi, chứ lan không có giống mình trồng thôi, chứ mình chuyển đổi từ từ qua. Đúng rồi bạn Hậu ơi, đây mát lắm bạn Hậu ơi. Hiện tại là nhiệt độ nó có 22 độ thôi, rất là mát mẻ. Bạn Văn Hậu ơi, đất bạn quá trời, bán ở cái khu nào đi, lên đây làm một miếng ở gần với danh này. Đây là những cái cây nho thân gỗ nha cả nhà. Đây là cũng tuổi này là cây khoảng này là có trái được rồi. Năm vừa rồi cũng có chín có trái lác đác thôi. Đây là hoa hoa sim. Này là hoa rất là to. Bạn sĩ thôi bạn ơi, tiền đâu trả cho nổi bạn sĩ ơi. Cái riêng cái dòng sen đá có một cây này rất là đẹp. Xin chào bạn Minh Dương. Đây cái màu màu cây sen đá này tuyệt vời, rất là tuyệt. Như cây này gọi là cây ngọc trinh. Cả nhà mình thích ngọc trinh không ta? Nếu mà cả nhà mà bạn nào thích ngọc trinh thì danh giới gửi ngọc ship ngọc trinh ra cho nha. Ok bạn Hồng Kiều, thầy sẽ danh gửi cho bạn nha. Quế cũng ngay ngọc trinh nữa hả Quế? Danh thấy bạn có em ngọc trinh nhà rất là đẹp rồi mà. Đây, đường lên đây. Có trồng mới sống hơn bây giờ. Và mấy em ngọc trinh nè. Ok bạn Văn Hậu, bữa nào rảnh cái ghé bên Đà Lạt này chở một xe ngọc trinh về nhân nhân Hậu. Chỉ này nghe nói ngọc trinh cũng khoái nữa nè. Và đây là cái khu sen đá này trồng những cây to cây đẹp, mấy những cây va. Sen đá cũng có va.
bữa nào em chuyển lan lên rồi dọn dẹp cái khu này sạch sẽ này kia rồi em mời cả nhà mình lên giao lưu cùng em nha. Em cũng xin xuống like, em giúp cả nhà mình buổi chiều vui vẻ và bình an ạ.